Hello, xin chào bạn. Trên tay tôi đây đang là cuốn sách Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn của tác giả Charles Whitfield. Đây là một cuốn sách mà nó mô phỏng, nó phỏng là cha mẹ như thế nào thì con cái như vậy. Thì nó chữa lành những cái gì ạ? Nó chữa lành là những cái cha mẹ, những gia đình mà có những người nghiện rượu này, như có những gia đình mà không được hạnh phúc đó, những gia đình mà bố mẹ hay đánh đập con cái này đó, rồi bố mẹ nghiện rượu, những gia đình mà có những cái tổn thương từ đời này sang đời kia, thì con cái nó sẽ như thế nào và cái hậu quả nó ra sao, thì trong cuốn sách này nó sẽ truyền đạt cho bạn những cái kiến thức để giúp bạn có thể giải tỏa được những cái nỗi đau đó bằng cách là chúng ta gọi tên những cảm xúc đó ra, chia sẻ với những cái hội nhóm, với những chuyên gia, thì chúng ta sẽ giải tỏa được những cái đớn đau đó, chúng ta sẽ có được cái niềm vui, cái hạnh phúc. Và xuyên suốt cuốn sách này là tác giả Charles Whitfield và nhiều những cái nhà thôi miên khác đưa ra những cái bằng chứng chứng minh để giúp các bạn thực hiện theo các bước ở trong này, thực hiện theo các bước chữa lành ở trong này, thì chúng ta sẽ nhận được những cái niềm vui, những cái hạnh phúc, giải tỏa được cơn đau sau một thời gian thì chúng ta sẽ đạt được những cái niềm vui hạnh phúc mà chúng ta mong muốn đó. Thì qua cái quyển sách này thì tôi cảm nhận được rằng là cái hình mẫu của cha mẹ là vô cùng quan trọng. Người ta vẫn thường nói là nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Chúng ta phải sửa cha mẹ, sửa mình, sửa bản thân mình, rồi chúng ta mới sửa con cái. Cái hoa trái nó như thế nào thì nó là phản ánh của cái gốc rễ. Vì vậy, do đó cái quyển sách chữa lành đứa trẻ bên trong bạn này nó ra đời để giúp đỡ cho hầu hết những gia đình bị tổn thương, bị mất mát thời niên thiếu, và nó ảnh hưởng đến con người của chúng ta, ảnh hưởng đến tính cách của chúng ta, ảnh hưởng đến sự nghiệp của chúng ta, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của chúng ta. Và lời giải nó nằm trong một cuốn sách này. Tôi rất là hạnh phúc, tôi rất là vui vì tôi đã đọc cuốn sách này và tôi review lại cho các bạn, để các bạn nếu như muốn trải nghiệm, muốn biết, muốn được giải tỏa, thì bạn nên đọc được cuốn sách này để bạn hiểu về những phương pháp chữa lành đứa trẻ. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe, và cuối cùng xin chúc bạn có thật nhiều niềm vui, nhiều những cái thành công và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Xin cảm ơn và xin chào.